anh không thể nào bỏ em như thế được. Yêu đương kiểu này mệt lắm. Em có điểm gì không tốt, anh chỉ cần nói là em sẽ sửa mà. Điều gì em cũng có thể làm được. Em chỉ cầu xin anh đừng chia tay em thôi. Anh cũng biết rồi đấy, anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất của em mà. Anh nói thật nhá, anh mệt lắm rồi. Yêu đương cái kiểu gì mà em suốt ngày em kêu ca than phiền về cái việc bà Tâm má ngược đãi em ấy. Anh ngán đến tận cổ rồi. Tốt nhất ấy, chấm dứt đi, đỡ mệt. Anh đừng có mà nói dối. Nếu mà anh chán việc đấy thì anh đã bỏ em từ lâu rồi. Chúng mình đã nói chuyện trăm năm với nhau cơ mà. Anh không thể nào bỏ em như thế được. Thôi 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 thôi. Trăm năm cái gì? Đừng có nói chuyện trăm năm ở đây. 500 còn chẳng có, trăm năm cái gì? Người anh tìm ấy là công chúa chứ không phải lọ lem như em đâu. Thế thì em sẽ buông, để cho anh đi tìm công chúa của anh là được chứ gì. Đại ca, thằng Nam kìa. Anh ơi. Ai đấy? Mày định chơi trốn tìm với bọn tao đấy à? Hôm nay mày không trả tiền ấy thì xác định gọi người nhà đến mà nhặt xác. Em xin anh, bây giờ em cũng bần cùng lắm rồi ạ. Anh cho em một hạn cuối cùng thôi. Đúng cuối tháng này em xoay đủ tiền em gửi các anh ạ. Thế là hôm nay không có hả? Theo mày thì tao bẻ chân phải chân trái để hợp lý hơn. Này, anh đừng có mà nói bừa nhá. Tôi báo công an đấy. Nam ơi, người yêu mày ấy làm anh sợ quá đi. Chắc là phải đánh vài cái cho bớt sợ đi nhở. Tránh ra. Anh ơi, đây chỉ là người yêu cũ của em thôi ạ. Hôm nay cô ấy đến để đòi lại quà chứ không liên quan gì đâu anh ạ. Thế thì theo anh đi. Bỏ ra. Yêu làm gì cái loại cố rách áo ôm như này. Chiều anh đi, anh sẽ hoãn cho nó một tuần. Không được. Anh ơi, bỏ ra. Thôi, đánh nó thế thôi. Đánh chết nó ấy, lấy ai mà trả nợ. Cuối tháng này, nếu mày không trồng đủ 400 triệu thì lúc đó đừng hỏi tại sao thiếu chân thiếu tay. Nghe rõ chưa? Vâng ạ. Đi rồi. Anh có sao không? Anh đã bảo em rồi, em mà dứt khoát chia tay anh ấy thì làm sao mà phải khổ như này. Nhìn anh như thế này làm sao mà em bỏ anh được. Anh cảm ơn em nhé. Anh biết ơn em nhiều lắm. Nhưng mà chỗ này chưa được 1/5 số nợ của anh. Số tiền này là em phải bán xe với cả xoay mấy chỗ mới được như thế đấy. Nhưng mà thôi, để anh nghĩ cách khác. Cùng lắm anh ăn thêm mấy trận đòn nữa để kéo dài thời gian trả nợ cũng được mà. Hay là có cách gì à? Anh nói đi. Nhưng mà em ghét nó lắm. Bây giờ anh thà ăn đòn còn hơn để em cúi người trước nó. Anh cũng chẳng hiểu sao tự nhiên anh lại nghĩ quẩn ra là nhờ em vay tiền con Linh. Anh nói thật nhá, vài trăm triệu đối với mình nó là to, mà đối với nó chẳng đủ tiền mua cái túi. Hoặc hồn ở cây đa cây si, cây cà cây bước, họ thân nhập lại anh. Vía lành thì mang đến, vía dữ thì biến ngay, biến ngay, biến ngay. Về gì đây?
con đi vào đây. Dạ thưa thầy ạ. Dạ thưa thầy, đây là tài lộc của nhà con đấy ạ. Con chào thầy ạ. Lộc tài à? Ngươi là đang bị ma ám vào người, nặng khí lắm, nó chưa thoát ra được. Cho nên ngươi ấy là tâm thần thì bất an, người mệt mỏi. Đúng là dạo này con hay thấy mệt mỏi, với cả tinh thần bất an ạ. Nhất là từ khi con bị hỏng tai. Thầy ơi, thế là thế nào ạ? Con mong thầy chỉ giáo cho con ạ. Thầy nói cho ngươi biết nhỉ, ngươi đang hưởng lộc của nhà Thánh, mà hưởng cái lộc, lộc bùa là bùa tài lộc, phải chưa? Cho nên là có vay phải có trả, có xin cũng phải trả, có nghiệp của vận thân. Mà ta nói cho ngươi biết nhé, cái mạng của ngươi số muốn đặt là phải gánh hạn cho cả cái gia đình này. Ý của thầy là vì con cầu tài lộc nhiều quá, thế nên mới khó khăn được con cái ạ. Đúng rồi, không những cầu tài lộc mà còn gánh hạn cho cả gia đình này. À, không phải thế. Liệu mà lo đi. Bùa này là mẹ xin tật Tây Tạng đấy. Đấy. Con uống đủ 7 ngày cho mẹ nhá. Uống cái này là sẽ hóa giải được hết mọi chuyện hả mẹ? Ừ. Thì thầy cũng nói là mọi việc bây giờ vẫn còn đang khó khăn. Con như là cái bình hướng lập của nhà mình ý, thế rồi chẳng may hướng vào tà ma. Nhưng con cứ yên tâm đi, mẹ đã hóa giải hết rồi nhá. Con chào bác ạ. Ờ, Vi đấy à? Con sang thăm em, nhưng mà thấy cửa mở cho nên là con tự vào ạ. Hai mẹ con hôm nay có gì mà vui thế ạ? À, có gì đâu, đây là bùa quý bác xin cho Linh đấy. À thế ạ. Cái này ấy mà pha với nước tiểu của tiểu đồng tử ấy, Linh sẽ suy quý tử đấy. Em tốt phước thật đấy. Những cái này có tiền chưa chắc cũng mua được bác nhỉ. Thôi hai đứa ngồi đây đi. Bác vào cho cái thằng Tùng nó uống. Cái này cả hai vợ chồng uống mới tốt nhá. Vâng, ngồi ạ. Đây đi. Linh ơi, em có tin là uống nước tiểu của em bé là có bầu thật không đấy? Thì đúng là có hơi mê tín thật, nhưng mà nói chung là nó cũng sẽ hóa giải những vấn đề về mặt tâm lý. Mẹ Hạnh cũng chỉ mong có cháu quá thôi. Uống thì cũng có sao đâu. Thì người ta cũng bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà. Đúng đấy chị ạ. Em chiều mẹ thì mẹ cũng chiều lại em. Mẹ muốn mua cho em hai cái túi với cả một thỏi son nữa. Mỗi tội là đúng màu em có rồi. Em sướng thật đấy, trả bù cho chị, đen như chó ấy. Sao thế hả chị? Thì hôm vừa rồi chị nhận hợp đồng quảng cáo, nhưng mà hóa ra là nhãn hàng bán thuốc dở. Chị thấy thất đức quá, thế nên là đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nên là bây giờ chị bị đền hợp đồng này. Em có giúp gì được chị không? Em có thể giúp chị, cho chị vay khoảng tầm 300-400 triệu được không? Nó cũng chỉ bằng cái túi của em thôi mà. Chị bây giờ cũng chả còn ai để bám víu cả. Em cũng hết rồi. Uống, con em bảo cũng uống mà. Chị cứ về đi nhá, em chuyển khoản sau.